Hello everyone, my name is John. Today is Sunday. Xin chào tất cả mọi người, tôi là John các bạn. Tôi đến đây quay một số cảnh ở làng Sube, phía tây của làng Sube. Đây là con đường đang mở đây, là con đường về Gia La. Phía sau lưng tôi kia là ngã ba xã Gia La, rồi trường học, rồi ủy ban. Bây giờ chúng ta sẽ quay cái đoạn này. Trước mắt kia là ngã ba, theo cái con đường đang mở đây này là xã Gia La này, ngã ba xã Gia La. Còn cái kia là trường học rồi ủy ban. Trường học là nơi tôi đang công tác, tôi đang giảng dạy ở đó. Đây là khu vực này là làng Platape, kia là Chi Gố. Đây là công trình đang làm, con đường đang làm. Xe chở đất. Xe chở đất. Rồi, đi về công việc chính của chúng ta hôm nay là chúng tôi sẽ quay về làng Sube. Cho anh bạn ở làng Sube đi lao động Malaysia để xem làng của mình. Rồi chúng ta dừng lại tại đây, tí chúng ta sẽ quay tiếp ở trong làng. Đây là làng Sube. Làng Sube là con đường vừa mới thông đường. Đây là nhà anh em đồng bào trong làng đây. Mình không biết nhà ai. Rồi chúng ta sẽ quay một chỗ nhà bà con của một người bạn ở Gia Lai, ở Malaysia. Đây là một nhà bà con của một người bạn ở Malaysia. Người ta thông đường, người ta phá đường, người ta đền bù cái chỗ đoạn này. Đây là con đường hướng về phía đông. Đây ở giữa làng Sube đây. Alo, có đang ở Gia La đây. Quên bia, có đang quay phim. Nè, quên cái bia con nào. Nhà phía bia nó. Ai nhìn ở Malaysia này sáng nọ nhiều. Nó có rui. Này phải sáng từ mai nhất là. Mình những nhà ấy ra lạc như nào, mình những nhà để quay phim, có quay phim rồi nó chẳng thật là như thế này rồi. Như chẳng quay rồi.
như kèn quay bre. Xe công trình đang bà con của bản Malaysia này, Rui, tên là Rui gì đó, giờ mặt Rui. Đây, cái con đường người ta đang mở từ đây đi thông qua ngay chỗ cái nhà đấy luôn, là người ta sẽ đến Du. Ta nói đền bù mấy 200 mấy 200 mấy. Thì như nhà đây người ta đền bù, người ta làm lại này. Rồi chúng ta sẽ quay quanh phía đông nhà của bạn Malaysia. Xe đang chở đất, đổ đất. Xe công trình đang đổ đất làm đường. Trong cái những người lái xe tải đây có một người là hàng xóm của tôi ở Phú Nhơn. Thấy tôi nhận biết ra chào. Đây là xe lưu đất, làm cho đất nó xe nền đất. Đây là xe công trình làm xe lưu, xe đủ thứ, làm những cái cầu cống, những cái đường của công ty. Chúng ta sẽ quay lên máy ủi đây. Đây là họ phá cái đồi này, họ phá cái đồi này thông lập cái đường. Chúng ta xem cái xe đây đi qua cái đã, chúng ta đi qua bên kia sau đó quay về. Ta xem máy ủi ủi đất. Ta đi qua bên này một chút xíu.
Đây là một cái đồi, người ta phá cái đồi này, người ta làm đường, lấy cái đất, người ta lấy đất rồi người ta làm đường, đất này đá này này, ở trên thì đất, ở dưới này là đá, còn cái kia là cái máy khoan địa chất. Rồi chúng ta quay lại. Đây là cái làng Su Bê ở phần phía dưới, gần xuống dốc, gần xuống dốc. Đây là con đường lên dốc chỗ dốc Su Bê, làng Su Bê Lai Tra. Xe đang lên dốc. Đây. Đây là trường học trong làng Su Bê. Chỗ này là cà phê, khu vực đoạn cà phê Việt Đức, giữa Gia La và Gia Po. Đây là cà phê Việt Đức này, bạn ngàn cà phê luôn. Cà phê ở đây rất là nhiều. Đây là bên phải là cà phê của công ty Việt Đức, còn bên trái là của người dân. Trái này là của người dân này. Đây là thôn Su Bê này, thôn văn hóa nha. Chúng ta xem đây, thôn Su Bê, xã Gia La, huyện Chư Bước, tỉnh Gia Lai, thôn văn hóa nha. Xin chào tất cả các bạn, tôi xin dừng video clip lại tại đây. Các bạn xem video clip của tôi, like, đăng ký, chia sẻ kênh của tôi nhé, để tôi có một cái video clip làm tốt hơn, hay hơn, có cái sự gọi là sáng kiến, làm những cái nhiều video clip phù hợp cho mọi người. Tại vì tôi cũng không có những cái ý tưởng lắm.
Thôi, tôi xin dừng video clip tại đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh của tôi và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Để tôi làm tốt hơn. Tôi xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem.